Vâng, hiện tại thì bây giờ tụi em đang có mặt tại ở dưới chân đèo Bảo Lộc hả quý anh chị ha. Với chiếc xe số 61K9868 này thì tên em nó là Kia Concorde, thì ngày hôm qua em lấy từ Đồng Nai và em đã về tối ở dưới Cát Tiên gần địa phận của Lâm Đồng. Thì một anh trai ở Vũng Tàu đã chốt cọc chiếc xe này trên đường với em. Và tối hôm qua thì em cũng có ở lại ở dưới Đồng Nai, ở chỗ khu vực của mấy anh em cũng là một đêm. Và bây giờ em chạy về lại trên Bảo Lộc để em coi lắp bắt em làm lại cho anh trai, và tiến hành em sẽ quay ngược lại ở dưới Vũng Tàu để em bàn giao. Thì xe này thì nói chung là cũng không có gì hết anh chị, về thì nước sơn rất đẹp rồi. Thì đúng ra anh trai mà chốt sớm á thì lúc em đang ở dưới Long Thành Đồng Nai á thì em bàn giao luôn. Về tới nhà rồi, thì sẵn tiền đường em chạy về luôn rồi, em sắp xếp ngày tháng giờ em xuống em ra. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em tiến thẳng đèo Bảo Lộc dài với 10 cây số để coi chiếc xe tập chạy tập lái vừa đi và có đẩy hay là không nhá. Em quay cho anh lên đèo quá. Cầm hai tay quay anh nét nha, dựng nha. Quay hết đèo luôn. Lên đèo có đẩy không nha, chạy tập lái vừa đi vừa đẩy. Lộ trình đèo Bảo Lộc là 10 cây số nha quý anh chị. Có khả năng anh sẽ đi những chuyến hành trình xa, nhưng có khả năng là
anh chưa đi Bảo Lộc, thì coi thử trong xe của anh đã từng có mặt tại trên cung đèo Bảo Lộc em nó chạy như thế nào ha. Nói chung dòng xe cỏ này thì bên em quan trọng mua là quan trọng nhất là cái máy. Máy móc có ok là chạy xe vô tư, còn ba cái đồng sơn si nhưng mà lặt vặt cái thì mình về mình làm nó ok hơn chị. Máy mà nó nát quá thì về nó cũng cực tiền lắm. Hôm nay là thứ bảy. Nhật à? Nhật hay bạn? Nhật luôn hả? Nhật đi sao? Đón con còn hả? Đón nữa. Đi phà nữa nha anh chị. Tí em có cấu khúc video em sẽ làm clip khác. Bon chiên trên phà luôn. Ngày chủ nhật là mấy anh đổ đi Đà Lạt về đổ rất là đông. Giờ lòng đồng phát định phát chạy.
đèo mà chạy chậm vậy đang đi xuống thấp không, đâu đâu có an toàn, sôi nước nên chớn đi bốn là ngon, nhưng mà đi xuống năm được, đi xuống năm luôn mấy mấy mát, như xuống một xuống hai mà cứ bò kiểu này thì lên giữa đèo bốc cái đầu ngay.
đi em chỉ ở đây những bát đất hai em này.
cũng đã có mặt tại đầu đèo Bảo Lộc và chuẩn bị tiến thẳng vào trung tâm thành phố Bảo Lộc nha quý anh chị. Đúng lịch trình thì đường thông thoáng thì một chiếc xe bình thường thì em chạy chỉ 15 phút là lên đèo Bảo Lộc thôi. Nên là dự kiến thì nói chung là chậm thêm 5-10 phút thì cũng không quan trọng anh chị. Là sơ đồ an toàn của mình trên hết. Một chiếc xe tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy. Và đặc biệt là không đi tán gái thì em nó vẫn lặn lội còn chen. Một cái video luôn lại làm kỷ niệm cho một khách hàng của em đã chúc học chiếc xe này ở Vũng Tàu, cũng là chia sẻ cho tất cả các cô chú và anh chị tham khảo. Hỏi là Duy Anh ơi, có nhiều cái xe Duy Anh bán chạy đường xa được không? Thì đương nhiên em vẫn còn bon máy móc luôn, là cần nào là cứ thế mà mình bán thôi. Tuy là nhiều cái xe thì với số tiền nó rẻ chỉ có vài chục triệu bằng chiếc xe máy thôi, nhưng quan trọng mình phục vụ được cho công việc của mình. Thứ nhất là chạy tập lái, rồi mình che nắng che mưa, chạy vòng vòng chở con cái đi học, thì thế một xe Honda nó cũng rất là hợp tính. Và quý anh chị của chỗ nào thích sử dụng những dòng xe rõ tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy mà đẩy không được thì gọi cứu hộ, thì cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220. Và đây là lần đầu tiên của chú chị đến với kênh của em, thì của chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông dưới góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất hàng ngày tháng là bên em. Của chú anh chị nào đã đăng ký kênh thì hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một